Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này em chịu, em chưa chỗ này là hỏi hỏi hạnh hạnh biết sao bên Việt Nam nó cấm. Nhiều cái video nó Việt Nam nó hạn chế ra nó cũng nói chung mở chế độ ăn cái.